truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Ê hai ông, tôi có nghe thầy Sấm nói rồi, trường mình bây giờ đang có bệnh dịch nên là hai ông nhớ cẩn thận đó nha. Cẩn thận là cẩn thận sao? Thì hai ông đừng có ăn uống linh tinh, với lại nhớ là phải tắm rửa nè, giặt đồ thường xuyên. Chứ tôi thấy hả mấy ông con trai ở dơ như cái gì vậy? Nè, trong ba đứa tôi á, chỉ có Lực Sĩ là ở dơ nhất thôi à. Chứ tôi với Tuấn Kiệt ngày nào mà không tắm, ngày nào mà không giặt đồ. Ừ, còn cái chuyện mà ăn uống linh tinh á là bà đó. Bà hay ăn giặt á, bà coi chừng bà á. Thôi mà nói chứ cũng phải về dọn phòng, phòng mình cũng hơi dơ rồi. Ê, để tôi giúp hai ông dọn phòng nha. Thôi đi, bà tranh thủ nghỉ ngơi những ngày nghỉ của bà đi. Ủa, tôi có ý tốt bộ. Bà đó, bà không làm gì hết là đã giúp cho tụi tôi nhiều lắm rồi đó. Ừ, đúng rồi đó. Chào hội trưởng, sau này đi học có cần phải cạo đầu luôn mới được vô lớp ngồi không ta? À thiệt, ông làm gì vậy? Ông rảnh quá ha. Nếu như mà rảnh á thì ông đi dọn vệ sinh đi, đi chùi toilet đi. Tự nhiên cái họ đi kiếm chuyện với người khác là sao? Cười gì vậy? À, lộn phè. Nè, tôi không có kiếm chuyện với ai hết. Thì tôi thắc mắc, tôi hỏi hội trưởng thôi mà, đúng không hội trưởng? Còn bà đó, đừng có nóng quá, coi chừng rụng sạch lông mày nha. Ông có tin á, là tôi cho ông rụi cái lông mày luôn không? Tôi sợ quá. Bỏ đi Âu Anh, chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt thôi à, đừng quan tâm. Bỏ sao được, bỏ. Cứ để cho người ta ăn hiếp mình vậy hoài ấy hả? Hôm nay hả, tôi phải chơi khô máu luôn mới được. Âu Anh, thôi đi mà. Mạnh dữ ha. Bà nói gì? Thôi được rồi. Sao? Bà nói gì? Đây, qua đây, qua đây nè. Ôi sợ quá. Các em. Ok. Bộ, các em không nghe thấy tiếng hát của cô gọi vào lớp hả? Dạ. Dạ có nghe. Có nghe cô. Vậy tại sao lại hỗn độn như vậy? Dạ, tụi em xin lỗi cô. Tụi em xin lỗi cô. Ừ, thôi lần sau không được như vậy nữa. Dạ. Cả lớp ngồi xuống. Dạ. Cảm ơn cô. Âu Anh, em có vấn đề gì với bác Thiên vậy? Dạ thưa cô, bác Thiên á, hết chọc ghẹo Lực Sĩ xong rồi giờ tới chọc ghẹo Thiên Tùng nè cô. Cứ kiếm chuyện với tụi em hoài à. Thưa cô, em không có kiếm chuyện với ai hết. Thôi, được rồi. Các bạn, ngồi xuống, em ngồi xuống cho cô. Nghe cô nói nè, chúng ta đều là những học sinh với nhau, chúng ta đều là những bạn cùng lớp với nhau, chúng ta phải biết yêu thương nhau. Các em không thể nào mà cứ phán xét về vẻ bề ngoài của nhau như vậy hoài được. Phải cảm nhận được cái tâm hồn của nhau chứ. Thì từ đó các em mới yêu quý nhau được. Lý lẽ rẻ tiền. Em vừa nói cái gì vậy? Sau giờ học, ở lại nói chuyện riêng với cô. Còn cả lớp, bây giờ vô học. Dạ. Các em mở sách 90 ra, trang 90. Ok các em, lớp học hôm nay là kết thúc. Các em có thể ra về rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bác Thiên. Đi. Chúc mừng ông nha. Chào em. Cô Minh Anh là cô giáo tuyệt vời nhất mà tôi từng biết á. Bác Thiên, Đức Lợi và Quỳnh Nga ở lại nói chuyện riêng với cô. Dạ. Em xin lỗi cô, hồi nãy em không có ý nói cô là lý thuyết rẻ tiền. Nhưng mà thật sự thì trên thực tế có nhiều điều không có giống với lý thuyết mà cô đã dạy tụi em ạ. Cô hiểu, cô hiểu điều em nói rất rõ. Nhưng mà chẳng phải là
mình có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù hả em? Nếu mà cô nói vậy á, thì em xin hứa với cô, từ đây về sau em sẽ không kiếm chuyện với Thiên Tùng, Lực Sĩ hay là A Oanh nữa. Hứa rồi đó nha. Hứa là phải giữ lời với cô. Đồng ý không? Vậy mới xứng đáng là học trò của cô chứ. Tụi em xin lỗi cô. Ok, các em có thể đi về. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao người ta lại sỉ nhục tôi? Ủa, đừng có giải dột cho mình không? Buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra. Không ra đi. Không, buông tôi ra đi. Buông ra. Buông ra. Ông giải gái vừa thôi, mới kêu buông cái là buông liền à. Tại tôi tưởng tự tử. Tự tử gì? Hồi chút xíu gì mà tự tử gì? Tôi sợ gương. Dạ, yeah, sợ gương hả? Hai ông thôi đi. Chiều nay nhất định tôi phải lên thư viện. Cho dù có phải lục tung cái thư viện á, tôi cũng phải tìm ra cái lời nguyền rụng lông mày mới được. Trời đất ơi, làm gì có cái lời nguyền tào lao vậy? Làm gì có cái lời nguyền mà rụng lông mày? Cho dù không có lời nguyền á, thì tôi cũng phải tìm ra một cái gì đó. Bùa yếm chẳng hạn. Nếu như mà có thì tôi sẽ yếm bùa Bá Thiên. Trời. Bà á, dạo này á, tôi thấy bà nóng tính quá. Bớt nóng tính lại đi. Chuyện có gì đâu, tôi không bực thôi, chứ mắc mớ gì bà bực làm gì. Chính vì ông không bực nên là tôi mới bực giùm ông nè. Nè, mà tôi thấy bà có lên thư viện, bà tìm cách nào để cho cái lông mày của Thiên Tùng mọc ra lại, chứ không phải là đi kiếm chuyện với người ta. Hai ông bị sao vậy? Sao tự nhiên giờ này hai ông lạ vậy? Không lẽ để người ta ăn hiếp vậy hoài hả? Không phải là như vậy, mà chẳng qua là cái chuyện này tôi thấy không có gì để phải bực mình hết trơn á. Vậy thôi. Tôi không chịu đâu. Nhất định là tôi phải lên tôi tìm mới được. Đi. Đi. À, Ân Nhân. Ân Nhân Mi Nhon. Vô đây, vô đây, vô đây. Hãy tự sắp xếp. Bạn làm việc của cô gọn không? Ừ. Sao vậy? Trời ơi, Ân Nhân. Dạo này Ân Nhân, dạo này Ân Nhân làm gì mà không biết chăm sóc bản thân hết trơn hết trời. Coi nè, da mặt nhăn nheo hết trơn, sạm đi hết trơn. Ý, muốn ghê quá à. Phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa? Ân Nhân, bộ có chuyện gì buồn bực lắm hả? Buồn chứ sao không? Làm nghề này mệt lắm tía ơi. Dụ như hôm nay nè, tôi phải giải quyết một mớ vấn đề luôn á. Tụi học viên của tôi nè, suốt ngày á, tụi nó cãi nhau hoài, chí. Nhức cả đầu luôn. Đúng là người phàm xác tục có khác. Suốt ngày cứ tự cho mình là đúng, cứ tự đấu đá lẫn nhau. Ủa, rồi cuối cùng cũng chết thôi. Giống như tôi nè, tôi chết trước khi tôi đấu đá. Bởi vậy tôi đâu biết gì đâu, mà tôi làm một con ma rất khỏe mạnh nữa. Bởi vậy, ta nói nhiều khi làm ma như tôi sướng lắm á. Ê, nhưng mà sống cũng vui mà. Vui hả? Chuyện gì đâu vui. Thì được người ta khen đẹp nè. Tôi cũng thích nhất là người ta khen tôi đẹp á. Mình á, là đàn bà nè, là con gái nè, là phụ nữ, là phải đẹp. Chuyện chăm sóc sắc đẹp là phải ưu tiên hàng đầu. Phải biết chăm sóc tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của mình. Nè nha, chúng ta phải biết dưỡng da nè, dưỡng tóc nè, dưỡng lông mày nè, dưỡng tay nè, dưỡng chân, dưỡng móng tay nè, dưỡng móng chân nè. Chúng ta phải dưỡng hết tất tần tật thì chúng ta mới đẹp được. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ